Đây là chuyến đi du lịch Thái Lan cùng Hội Ế năm 2018. Bây giờ mới rảnh giận bóp đấy nha. Mọi người coi nhé. Trời ơi, tôi đã đến Bangkok. I love Thailand. Ôi, lên tới hồ bơi rồi, chuẩn bị bơi thôi. Cả làng ơi, hồ bơi bự lắm. Bự bằng quá, đừng chơi rồi. Tóm lại là hai chị em khá là hợp nhau cho nên rất vui. Thôi, quá, chị Thanh vừa nói gì đó? Thiệt ra lúc này là hai chị em đang chờ bà Diệu Nhi tới nè. Quả chưa hề cảnh nữa. Cuối cùng thì nàng ấy cũng đã xuất hiện rồi. Là gì đó Diệm Nhi? Chán hói phải không? À không, chán vô. Có mấy anh trai xuất hiện sau lưng kìa. Ba chị em dường như xuất hiện với nhau giống như là vật chứng đại sao ấy. Rất là khùng. Thế mạnh của Diệu Nhi đó là chụp hình. Coi đi, cô ấy tạo rất là nhiều kiểu dáng để chụp cho người ta ha, nhưng mà hình cô ấy thì không có. Các bạn sẽ rất dễ dàng tìm thấy những sóc rất là dạng cũng như là thân thiện ở các đền chùa Bangkok. Và bây giờ xong một ngày rồi, đi quay thôi. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Mọi người hãy nhớ là subscribe kênh của Gia Gia Chu Nhi. Bây giờ và post thêm nhiều clip mới cho các bạn xem nha. Bye bye.